và cà phê nóng sẽ được bắt đầu với những thông tin về giáo dục đáng chú ý. Thưa quý vị, sau khi có một số tỉnh thành thông báo kế hoạch tụ trường năm học 2022-2023, thì mới đây đã có 5 tỉnh thành thông báo lịch tụ trường, ngày đi học đầu tiên của các cấp học để các bậc phụ huynh và các học sinh có thể nắm rõ. Theo đó, Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Trà Vinh và Kiên Giang là các địa phương vừa có thông báo lịch tụ trường năm học 2022-2023. Trong đó, lịch tụ trường sớm nhất của cấp học giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên ở các tỉnh thành là ngày 29 tháng 8. Riêng học sinh lớp 1 sẽ tụ trường sớm nhất vào ngày 22 tháng 8. Trước đó, vào ngày 10 tháng 8, có 6 tỉnh thành thông báo lịch tụ trường khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023, gồm có Hà Nam, Đồng Tháp, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Bà Rịa Vũng Tàu và Điện Biên.